Vâng, em xin chào tất cả anh chị ạ. Hôm nay em lại làm một cái video để giới thiệu tới anh chị một cái tác phẩm. Vâng, một tác phẩm Châu Tiền Tài được chế tác từ sắt gỗ sắc đỏ đen. Tác phẩm này thì bên em mới ra lò trong buổi chiều ngày hôm nay. Rồi bây giờ thì mới có cái thời gian để làm một cái video để giới thiệu tới anh chị một tác phẩm rất đẹp, rất ưng ý ở bên tượng gỗ Nguyên Hồng. Vâng, như anh chị đang nhìn ngắm đấy ạ, một chú trâu. Vâng, con trâu là đầu cơ nghiệp. Vâng, một chú trâu với dáng thế nằm ung dung tự tại. Vâng, và đặc biệt hơn nữa đó là đang nằm trên một núi tiền vàng và một cây gậy như ý nhé anh chị nhé. Vâng, em quay sát lại gần để cho anh chị ngắm ạ. Vâng, thần thái của chú trâu đây anh chị nhìn thấy đấy ạ, những chiếc lông ở trên mặt tỉa tót rất cẩn thận, và cái tai này, cái tai đục rất mềm mại luôn. Đây em quay chính diện là của tác phẩm nhé. Với anh chị có thể nhìn thấy đây một chú trâu nhìn rất trâu luôn. Vâng, và nhìn cái chân này và trên mình của chú trâu, anh chị có thể thấy được những cái lông tỉa tót rất mềm mại và những cái lông nó đi theo một cái đường xoáy, nó có những cái xoáy. Vâng, những chú trâu thật ở bên ngoài cũng vậy, cũng đều có những cái xoáy. Vâng, và ở phần đuôi đây một cái đuôi rất mềm mại đang uốn lên. Vâng, như ở thực tế thì những chú trâu khi đang nằm rồi thì sẽ ve vẩy cái đuôi để đuổi ruồi, đuổi muỗi. Vâng, đấy là ngoài đời thật. Vâng, ở đây là cái chân ở đây nhá anh chị nhá, như thật luôn. Để em quay sát này gần cho anh chị. Vâng, và em sẽ quay để cho anh chị ngắm tứ diện của tác phẩm một chú trâu tiền tài, trâu tài lộc. Vâng, và chú trâu thì đang nằm ở dưới một cái khóm tre, khóm trúc. Vâng, tất cả tác phẩm là một tác phẩm vừa chế tác từ sắt gỗ trác đỏ đen. Vâng, và tác phẩm này với kích thước là cao 36, ngang 41 và sâu là 26 nha anh chị nhé. Cao 36, ngang 41, sâu 26, vâng, khá là to đấy. Vâng, đây anh chị nhìn tiếp đấy. Vâng, phía sau của tác phẩm đây. Vâng, người thợ đã phay ra và đục một cái khóm trúc để lộ ra những cái vân gỗ của gỗ trác này. Vâng, siêu đẹp luôn. Vâng, chị nhìn này, ở đây còn có những cái búp măng nhá, những cái búp măng đang lên này. Vâng, cực kỳ đẹp. Vâng, siêu đẹp luôn. Vâng, và ở đây còn có một cái bao tiền vàng nữa, một cái tác phẩm Châu Tài Lộc thì tất nhiên là không thể thiếu được những cái đồng tiền vàng. Vâng, bao tiền vàng đó đem lại cái sự giàu sang phú quý cho gia chủ. Vâng, con trâu là đầu cơ nghiệp, kéo tiền vàng về cho gia chủ chứ. Vâng, em quay ở đây nha, quay sát vào cái bụi tre để cho anh chị ngắm. Vâng, nó như là một cái bức tranh đồng quê ngày xưa. Đó là những cái chú trâu sau khi đã được làm việc thì sẽ được buộc vào những cái bụi tre, bụi trúc và những cái cây để cho nghỉ qua trưa, nằm và ăn cỏ. Vâng, tại sao những chú trâu nằm nó lại thể hiện đó là sự giàu sang, thịnh vượng và sung túc? Vì khi mà trâu đã nằm này đó là mới quãng thời gian mà trâu được nghỉ ngơi, không phải làm việc và đã no cỏ rồi. Vâng, và tác phẩm này với kích thước là cao 36, ngang 41 và sâu 26. Bên em xin báo giá tới anh chị là 3 triệu 500 ngàn đồng nhé anh chị nhé. Vâng, và anh chị là mong muốn sở hữu một chú trâu tiền tài chế tác từ chất gỗ trác đỏ đen đẹp như thế này thì hãy liên hệ với bên em từ gỗ Nguyên Hồng 0987 336 318 anh chị nhé. Vâng, em quay sát lại một lần nữa để cho anh chị chiêm ngưỡng ạ. Vâng, và anh chị nào theo dõi cái video này và thấy tác phẩm đẹp thì hãy ủng hộ và cho bên em xin những lượt like, những lượt chia sẻ để ủng hộ bên em. Và em xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn anh chị rất nhiều ạ. Em sẽ kết thúc cái video ở đây nha anh chị nhé.